Hôm nay 15 tháng 10 là hạn chót các trường đại học cao đẳng nộp đề án tuyển sinh riêng lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đa số các trường sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia chung để xét tuyển vào trường của mình. Bên cạnh các khối thi truyền thống là A, B, C, D và A1, đã xuất hiện một số tổ hợp môn thi mới để xét tuyển như Toán Hóa Anh, Toán Lý Anh, Văn Sử Anh, Toán Hóa Văn, Toán Sinh Văn, v.v. Phóng viên Cuộc Sống Thường Ngày đã phỏng vấn nhanh một số trường đại học top đầu ở Hà Nội để kịp thời chuyển thông tin đến những thí sinh thi năm tới. Các môn thi năng khiếu và quy trình thi thì trường vẫn giữ như là những năm trước đây. Các thí sinh dự thi vào trường vẫn phải trải qua hai vòng thi sơ tuyển và trung tuyển đối với lại từng ngành hoặc là chuyên ngành. Đối với lại môn văn thì trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cũng sẽ xét tuyển lấy cái kết quả của một cái kỳ thi quốc gia. Những em thí sinh mà dự thi ở các cụm thi mà không đăng ký xét tuyển ấy, thì nếu như là cái điểm văn của các em mà vẫn đạt được cái ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trở lên thì trường sẽ xét tuyển. Chúng tôi vẫn tổ chức thi các tuyển sinh các khối A, A1 và D1, D2, D3, D4, D6. Về điểm xét tuyển thì nhà trường sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và trường Đại học Ngoại thương không tổ chức thi riêng, kèm thêm một cái điều kiện là điểm trung bình chung học tập từng năm học phổ thông của các em năm lớp 10, 11, 12 phải đạt từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm là từ loại khá trở lên. Duy chỉ có ngành báo chí, ngoài lấy kết quả từ môn văn và một môn hoặc ngoại ngữ hoặc toán thì các em sẽ phải thi hay là gọi là kiểm tra năng khiếu. Còn các khối khác như là khối lý luận chính trị hay là khối quan hệ công chúng, thế rồi là quan hệ quốc tế thì vẫn lấy kết quả từ kỳ thi quốc gia. Trong đó thì có nhấn mạnh một số môn được ưu tiên hơn. Ví dụ như là vẫn lấy các cái môn bình thường nhưng nếu điểm bằng nhau thì ví dụ như quan hệ quốc tế thì ưu tiên môn tiếng Anh hơn. Hoặc là trong các cái khối lý luận chính trị thì nếu các điểm như nhau thì ưu tiên môn sử hơn.